đây là đường Độc Lập, quận Tân Phú, bên phải là chợ Tân Phú, chợ khu vực nhà thờ Tân Phú. Quẹo qua đường Lý Văn Bích hay là hướng lộ 14 xưa. Là cây xăng giao lộ Lý Văn Bích với lại Hậu Cơ. Đây là đầu đường Âu Cơ với Lý Văn Bích hướng đi về quận 11. Trương Công Định. Đây là khu Bầu Cát 4, nổi tiếng vì ngập mưa ngập Tân Bình. Trái đây là chợ Bầu Cát. Đây là Bế Văn Đàn, cũng đang ở trong khu Bầu Cát Tân Bình luôn. Đây là đường Đồng Đen, nổi tiếng vì quán nhậu hải sản giữa hè.
đường Hồng Lạc. Ở đây là Bầu Cát 2. Gọi là khu Bầu Cát mới Tân Bình. Đây là đường Ni Sư Quỳnh Liên, phường 10 Tân Bình. Đây là hẻm Lạc Long Quân tắt ra đường Lý Thường Kiệt, Tân Bình. Quý vị thấy là sáng bà con ăn sáng trong hẻm. Ở đây là xe ôm Grab Bay nổi tiếng Sài Gòn hiện nay. Thank you.
Rồi, vừa xong khu Bầu Cát Tân Bình. Tôi kết thúc khu Tân Bình để qua khu vực quận 10.